Ali. 1 2 3. 1 2 3. 4 5 6 6 7. Ly. Alo, em chào lại mọi người nha. Hôm nay em test cái bàn mixer cho bác Dưỡng. Bác Dưỡng ở quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Bác mua cái bàn mixer Yamaha M9 cùng với bộ dây livestream dài 11m. Ok, ở đây là bộ dây livestream dài 11m. Nó còn cái dây nối là dài. Bác nhìn thấy em kết nối nha. Ở đây nó có ngõ chia tai nghe nè. Một đầu em gắn dây tai nghe, một đầu em gắn cầm dây livestream. Chú ý giùm em nha. Đây em gắn dây livestream, đây em gắn tai nghe nè. Đó, nó có cái ngõ chia. Và ở đây bác nhìn giùm em nha. Ở đây nó có cái đầu. Cái đầu dây này thì em gắn qua bên điện thoại để livestream rồi. Còn cái nút gạt này, thí dụ như mình xài từ iPhone 7 với lại Android thì chúng ta gạt lên hướng một dây. Còn iPhone 5 với iPad thì chúng ta gạt xuống hướng 3 giây nhá. iPhone 5 gạt xuống hướng 3 giây. Ok, ok. Rồi bây giờ em test một đoạn cho bác nghe thử nha. Ali, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đang để chế độ vừa reverb và vừa delay. Nó hai chế độ, trộn hai chế độ vừa vượt vừa delay. Nó chế độ 96. Tâm trạng đang buồn mà tép vào những bài nhạc buồn không? Tại mấy bác lớn tuổi thích nhạc trữ tình. Quay qua điện thoại cho nên là tiếng bass nó hơi bị mất. Em ơi chúng mình, chúng mình cách biệt rồi sao? Bao năm ước hẹn, mong đợi giờ đã phai phôi. Những đêm mong đợi chờ em hoài, gió lạnh sẽ lòng càng thêm buồn. Những đau mất rồi, bóng người em vẫn mơ xa. Năm xưa chúng mình vẫn thường đùa vui bên nhau. Em hay dối hờn, bắn đàn và hát em nghe. Những đêm trăng to dìu nhau về, gót mòn lối nhỏ trọn ân tình, trao nhau những lời thương nhớ đầy vơi. Người đi một người, đêm đêm trong ngóng. Tình em mịt mờ như mây như khói. Nhớ thương em hoài, biết thuở nào ngồi. Em ơi đâu còn ngày vui bên nhau. Xin em chớ buồn, chớ sầu,
trắng đêm nay chôn niềm tâm sự gửi về em nhỏ ở phương nào tâm tư heo mòn. Hỡi người có thấu lòng tôi. Rồi, test mấy cái bài nhạc buồn này tâm trạng chắc chết. Ok, rồi bây giờ em hướng dẫn sơ cho bác ha. Hồi nãy em hướng dẫn về live stream rồi, mình gắn vô cái cổng LR nè, cái cổng main out, hai cổng main out. Ở đây mình out ra cục đẩy. Nếu nhà bác có cục đẩy, mua hai cọng dây này kết nối qua cục đẩy. Còn không có thì chúng ta kết nối với hai cái ngõ này qua âm ly cũng được. Rồi, ok. Tiếp theo là ở đây là chế độ Eco. Thì ở đây em đang chọn chế độ Eco 96. Ví dụ như là bác muốn chọn chế độ khác, ví dụ chế độ 95 đi, mình chúng ta vặn một cái là đèn nó chớp. Thì chúng ta ấn xuống. Đây, ở như nó qua chế độ khác ha. Đây 96, ấn xuống cái. Thì nó có nhiều chế độ lắm. Ví dụ vượt không thì nằm ở chế độ số 7 đi. Alo, 1, 2, 3. Đây vượt không nè. Nó. Ok, cái này mấy anh em đi show thì khỏi phải chê ha. Còn về mic thì em đang sử dụng mic 1. Đây mình sử dụng mic đường line 6 ly cũng được và canon cũng được, tùy. Em ấy mới tặng cho bác thêm hai cộng dây canon mà. Muốn sử dụng bằng mic bằng cái cổng này cũng được, bằng cổng này cũng được. À, cái mic thì ở đây đầu tiên đây là nút gain này. Nút gain mic lớn là ly đó. Giảm lại. Rồi cái này chết nè, chết trung nè, bass nè. Cái này cổng ra AUX. Còn cái này là hiệu ứng echo hoặc là reverb. Còn cái này là ba lăng trái phải. Cái nút này là âm lượng lớn nhỏ của mic. Ở đây là âm lượng tổng của main. Khi là main là âm lượng tổng của mic và nhạc luôn. Ở đây là to nhỏ nhạc. Ok. Rồi, bác muốn chỉnh nhạc thì nó giống như mic vậy, nhưng mà điều kiện là phải tắt cái cổng này đi nha. Tắt cái cổng hiệu ứng đi. Rồi ở đây là gain của nhạc nè. Ở đây là âm chết nè. Chết nè. Chết trung nè. Bass nè. Đó, ok. Còn đây là Bluetooth. Bác nhớ giùm em cái Bluetooth này ha. Đầu tiên bác ấn cái nút này. Xong rồi bác ấn cái nút play dưới này. Cho cái nó hiện ra cái bảng điều khiển trên đây. Trên đây nó sẽ hiện cái bảng tùy chọn. Bạn tùy chọn thì bác ấn cái nút qua nè. Nút này nó sẽ qua nhảy qua bên Bluetooth. Qua Bluetooth. Khi nó nhảy qua Bluetooth xong, bạn ấn nút play cái nữa. Rồi cho nó chọn Bluetooth xong, ta mở điện thoại lên, ta dò Bluetooth là ok ha. Thí dụ như muốn lấy ở đây mình mở kết nối Bluetooth rồi. Còn đây là dàn lượt 7 cần. Dàn lượt 7 cần. Ok. Còn này MV3 ấn cái là nó tắt nhạc lên bên Bluetooth này. Nó sẽ qua nhạc bên bên đây. Mình phải kết nối qua mấy cái cổng này. Rồi mở Bluetooth mình ấn lên. Ok. Rất là đơn giản ha. Cái này là hiệu ứng tổng nè. Hiệu ứng tổng nhiều ít nè. Này là dài ngắn nè. Dài ngắn. Rồi ok. Này báo đèn nè. Ly 1, 2, 3. Thí dụ như bạn bác xài cái mic nguồn 48V thì chúng ta ấn nút 48V lên nhé. Mấy cái nút LR này, cái nút LR này là ngõ mono này, ngõ vô của nhạc cụ. Vô nhạc cụ. Này là ngõ ra, ra mono. Rồi ok, cảm ơn bác rất là nhiều nhé. Bây giờ bác có thể là nhìn cái clip này và có thể làm theo được rồi nhé. Và một lần nữa cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi. Từ lâu đã ủng hộ kênh của Studio Tâu Nguyễn. Chúc cho mọi người có những giây phút ca hát thật là vui vẻ ha. Ai quan tâm đến dòng sản phẩm liên hệ với mình theo số điện thoại 0937381978, 0906041727 hoặc đến trực tiếp tại hai cửa hàng của hệ thống Studio Tâu Nguyễn. Cửa hàng thứ nhất tại thành phố Hồ Chí Minh, số 55-2A Phan Đình Phùng, phường 17 Phú Nhuận. Cửa hàng thứ hai tại Bình Dương, số 357-1, đường 30 tháng 4, khu phố 3, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Và sắp tới mình sẽ mở một cửa hàng tại thành phố Tây Ninh và một cửa hàng tại thành phố Biên Hòa. Trên dự kiến như vậy thôi, nhưng mà tại vì có một mình điều khiển nhiều nơi thì nó cũng hơi mệt.
Nhưng mà trong tương lai mình sẽ mở để cho các bạn ở gần, chúng ta có thể đến tham khảo trực tiếp trước khi mua sản phẩm ha. Ở xa thì mình phải test như thế này để cho khách hàng coi, xong rồi ngày mai mình xuất đi cho khách. Đang cảm bên đây mà phải ngồi đây test cho khách. Nói chung là khách hàng thượng đế mà. Bạn nói kinh doanh nó đơn giản, thử đi rồi biết. Không có đơn giản lắm đâu. Nó cực hơn là chúng ta làm công nhân nữa. Bạn là công nhân thì bạn có thể lao động một ngày 8 tiếng, xong về ngủ, ngày mai đi làm tiếp. Tiền lương là cuối tháng lương là do chủ. Thì người chủ nó còn không làm kinh doanh, họ thì rất là đau đầu. Không phải họ ngồi không đâu, nhưng mà họ phải suy nghĩ, phải tìm nguồn ra nguồn vào, giá cả sao cho hợp lý, còn phải cạnh tranh trên thị trường nữa. Và phải test sản phẩm giống y như mình đi. Mệt lắm đó. Cuối tháng phải đau đầu trả lương cho nhân viên nữa. Đúng không ạ? Ok, lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều nha. Chúc mọi người có những giây phút ca hát thật là vui vẻ nha.